Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn trong Bạn hỏi vì phải trả lời. Bạn có biết vì sao sau thứ 7 không phải là thứ 8 mà lại là chủ nhật? Ảnh trong gương và ảnh chụp đâu mới là ảnh thật? Hay làm thế quái nào mà người ta biết rằng số pi là vô hạn không tuần hoàn? Chào mừng đến với Bạn hỏi vì phải trả lời phần 58. Bạn ho ho muốn vì phải giải thích tên gọi ngày chủ nhật hay ngày chúa nhật? Nghe thì đơn giản, nhưng câu trả lời cho câu hỏi tại sao ngày mà đúng ra nó phải là thứ 8 lại tên là chủ nhật hay chúa nhật khá là loằng ngoằng. Luồng ý kiến phổ biến nhất cho rằng tên gọi chủ nhật hay chúa nhật xuất phát từ cộng đồng Kitô giáo. Nó xuất phát từ Lord's Day trong tuần lễ phụng vụ của giáo hội Công giáo La Mã, có nghĩa là ngày của Chúa. Vào ngày này, các tín đồ Công giáo phải đi lễ nhà thờ, thế nên gọi là ngày của Chúa. Các ngày còn lại trong tuần được gọi là Feria, một từ gốc Latin có nghĩa là ngày, và được đánh số từ Second Feria đến Sixth Feria, tương ứng từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 6. Riêng thứ 7 thì được gọi là Sabbat. Sabbat là một từ gốc Do Thái, có nghĩa là ngày nghỉ của đạo Do Thái. Ở châu Âu còn có một ngôn ngữ nữa cũng đánh số các ngày trong tuần, và bạn đoán xem đó là tiếng Bồ Đào Nha. Trong tiếng Bồ Đào Nha, ngày gọi là Fera, từ thứ 2 đến thứ 6 là Segunda Fera, Teca Fera, Quarta Fera, Quinta Fera và Sexta Fera, chỉ ngoại trừ thứ 7 là Sabado, nghe giống như Sabbath nhỉ. Trùng hợp thay, đầu thế kỷ 17, nhiều giáo sĩ Công giáo Bồ Đào Nha và Pháp đã sang Việt Nam để truyền đạo. Để thuận tiện cho công việc, nhiều người trong số họ, trong đó có Alexander de Rhodes và Francisco de Pina, đã cải tiến bằng chữ cái Latin và ghép âm dựa theo tiếng Bồ Đào Nha để tạo ra bộ từ điển Việt Bồ Latin, nền móng của chữ Quốc ngữ ngày nay. Như vậy, rất có thể trong quá trình đó, tên gọi các ngày trong tuần đã được dịch từ tiếng Bồ Đào Nha sang tiếng Việt thành từ thứ 2 đến chủ nhật. Trong chữ nôm mà các cụ nhà ta dùng suốt 1.000 năm, chúa và chủ viết giống nhau, đều có nghĩa là người đứng đầu, thế nhưng có thể đọc thành hai âm. Vì vậy, nhiều người cho rằng chủ nhật thì cũng chính là chúa nhật, đều là ngày của chúa. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, nếu như coi chủ là một tính từ đứng trước danh từ ngày, thì khi này, chủ lại có nghĩa là chính, chính yếu, căn bản, và chủ nhật lại có nghĩa là ngày chính trong tuần. Và vì không phải mọi người dân Việt Nam đều theo Công giáo, thế nên chủ nhật không phải và không thể là ngày của Chúa đối với tất cả mọi người được. Tiện nói, kiểu đánh số các ngày trong tuần như Việt Nam, Bồ Đào Nha hay Trung Quốc hoàn toàn phù hợp với quan niệm truyền thống của cả đạo Do Thái và Công giáo, coi chủ nhật hay Chúa nhật là ngày đầu tuần. Và vì chủ nhật đã là ngày đầu tuần, thế nên thứ hai tiếp nối nó lại quá là hợp lý. Tuy nhiên, vì tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ISO kể từ năm 1971 quy định rằng tuần bắt đầu từ thứ hai, thế nên ở những nước mà đánh số các ngày trong tuần, người dân đôi khi sẽ cảm thấy hơi lấn cấn, kiểu nếu như nó là đầu tuần thì sao không gọi là thứ một đi trời. Đúng, hợp lý. Thôi thì hiếm khi mới có dịp nói về các ngày trong tuần, nên bonus cho anh chị em thêm một phát nữa. Trong tiếng Anh, các ngày trong tuần được đặt theo tên của các vị thần. Ví dụ, thứ hai, Monday, bắt nguồn từ nữ thần mặt trăng Luna. Moon với Man, bạn thấy quen chưa? Tương tự, thứ ba, Tuesday, được đặt theo tên của nữ thần giật chồng. Này. À nhầm. Được đặt theo tên của thần chiến tranh, anh hùng và công lý, thơ trong thần thoại Đức và Bắc Âu. Thứ tư, Wednesday, bắt nguồn từ thần Woden, aka Odin phiên bản Đức. Thứ năm, Thursday, thì đặt theo tên của thần sấm Thỏ, có nghĩa là ngày của thỏ. Thứ sáu, Friday, thì là ngày của Frigg, vì nữ thần hôn nhân, tiên tri, khả năng thấu thị và tình mẫu tử trong thần thoại Bắc Âu. Thứ bảy, Saturday, thì quá dễ, được đặt theo tên của vị thần thời gian và nông nghiệp Saturn trong thần thoại La Mã. Cúng buổi chủ nhật Sunday thì đích thị là ngày của Sun, vị thần anh hoàng aka ông mặt trời của La Mã. Bạn nà hè thắc mắc, ảnh qua gương với ảnh chụp bằng máy ảnh đâu mới là ảnh thật?
Xin thưa, chả có ảnh nào là ảnh thật hết. Ảnh qua gương là một sự phản chiếu ánh sáng từ mọi góc độ. Vì là ảnh phản chiếu nên nó bị đảo ngược, chính xác thì là bị lật theo chiều ngang. Thử giơ bất kỳ dòng chữ nào trước gương và bạn sẽ hiểu ngay lập tức. Và vì khuôn mặt con người không cân xứng tuyệt đối, thế nên diện mạo của bạn trong gương luôn bị lật ngang cho dù bạn có muốn hay không. Nếu như bạn selfie bằng camera trước, ảnh selfie cũng thường bị lật ngang. Ảnh chụp bằng camera sau không bị lật, thế nhưng nó cũng chả phải là ảnh thật, bởi vì máy ảnh luôn bóp méo hình ảnh thật của bạn. Có một quy tắc nằm lòng, đó là bất cứ thứ gì ở gần máy ảnh sẽ trông lớn hơn và bất cứ thứ gì ở xa máy ảnh sẽ trông nhỏ hơn so với trong thực tế. Nice. Con người quan sát thế giới bằng hai mắt và bộ não phối trộn tín hiệu từ hai kênh hình ảnh này để tạo ra phối cảnh về thế giới 3 chiều cũng như định hình khoảng cách của các vật thể trong thế giới đó. Nhưng máy ảnh chỉ có một mắt, nó không giỏi trong việc tái tạo khoảng cách. Và con người lợi dụng điều này để tạo ra các ảo ảnh làm cho một vật trông có vẻ xa hơn, gần hơn, lớn hơn hoặc nhỏ hơn thực tế. Nhưng khi bạn chụp ảnh ai đó ở khoảng cách gần hoặc tự sướng, hiệu ứng này lại phản đâm. Khi này, camera sẽ nhìn thấy mũi của bạn ở gần hơn rất nhiều so với mắt và trán. Và cái gì ở gần hơn sẽ trông quàng thắng hơn. Ngoài ra, ảnh chụp chỉ là một phiên bản hai chiều của chúng ta. Và vì không có chiều sâu, thế nên rất nhiều chi tiết trên khuôn mặt sẽ bị lả phẳng. Và thế thì còn gì là thật nữa, phải không ạ? Anh Phạm Thanh Thủy, một người bạn của mình, thắc mắc: làm sao người ta biết là số pi là một số thập phần vô hạn, không tuần hoàn? Anh tự hỏi, nhỡ đâu nó tuần hoàn ở một vị trí nào đó thì sao? Đầu tiên, trong khi bạn chưa biết thì số pi là tỷ lệ giữa chu vi của một vòng tròn với đường kính của nó, có giá trị gần đúng khoảng 3,14. Trong quá khứ, đã từng có rất nhiều người có chung thắc mắc với anh Thủy. Một trong số đó là nhà toán học người Thụy Sĩ Johann Lambert. Vào năm 1768, Lambert nhận ra và chứng minh được rằng không ai có thể biểu diễn số pi dưới dạng tỷ số của hai số nguyên, tức là dạng phân số kiểu như 1/2 hay 6/9. Và vì không thể biểu diễn được dưới dạng phân số, nghĩa là nó không thể tồn tại dưới dạng một số thập phần hữu hạn hoặc một số thập phần vô hạn, thế nhưng lặp lại sau một hữu hạn các số, ví dụ như là 1,333333333. Nhưng vì số pi là một số vô tỉ với vô hạn các chữ số sau dấu phẩy, con người sẽ vĩnh viễn không thể nhìn thấy trọn vẹn mặt mũi của nó. Nhưng điều đó không hề làm nhụt ý chí của các nhà toán học để tìm ra càng nhiều chữ số của pi càng tốt. Tính đến tháng 2 năm 2024, một nhóm các nhà khoa học sử dụng một phần mềm được thiết kế đặc biệt để tính toán số pi và một máy tính cấu hình khủng long, 256 lõi CPU, 1,5 terabyte RAM đã tìm ra được, bạn đoán xem, 105.000 tỷ chữ số của số pi trong thời gian 62 ngày. Té ra, chữ số thứ 105.000 tỷ của pi là số 6. Kỷ lục đọc thuộc lòng số pi hiện thuộc về Akira Haraguchi, người Nhật. Tháng 10 năm 2006, ông đã đọc thuộc lòng 100.000 chữ số đầu tiên của pi trong 16 giờ với tốc độ trung bình 1,7 chữ số một giây. Và xin nhấn mạnh là ông đọc thuộc lòng chứ không phải là đọc đâu ạ. Với tốc độ này, ông ta sẽ cần khoảng 2 triệu năm để đọc hết 105.000 tỷ chữ số của pi. Wow! Bạn Huy Bon: khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Ấy ấy, nhầm group à ông? À thì thấy câu hỏi hay nên ăn trộm về trả lời cho anh chị em. Bạn Huy Bon thắc mắc rằng nếu như trái đất có lực hấp dẫn vì khối lượng to lớn của nó, thì tại làm sao mà một cục đá siêu to khổng lồ lại không hút một viên đá nhỏ đặt cạnh nó? Ai bảo bạn là nó không hút? Nó có hút nhưng bạn không thấy đó chứ. Như chính bạn Huy đã nói, trái đất có khối lượng to lớn, lớn đến mức không tưởng tượng được. Bất kỳ thứ gì nằm trên trái đất, dù là cục đá nhỏ hay một ngọn núi, thì đều bị trái đất hấp dẫn, trù quến với lực bằng với trọng lượng của nó. Nếu như bạn nặng 70 cân, thì có nghĩa là lực hấp dẫn của toàn bộ trái đất
nặng 5.972 tỷ tỷ tấn, tác dụng lên bạn từ tâm của hành tinh cách bạn 6.371 km, chỉ là 70 cần lực. Đúng vậy, cả một hành tinh đường kính 12.742 km chỉ tạo ra 70 cân lực lên một người. Giờ thì bạn hãy tưởng tượng ra lực hấp dẫn giữa hai cục đá sẽ là tí hòn cỡ nào. Mà bạn cũng chả cần phải tưởng tượng. Giả sử ta có một hòn đá nặng 1 cân và một quả núi nặng 1 tỷ tấn đặt cách nhau 1 mét. Rất khó để xác định tâm khối lượng của một ngọn núi hình nón. Thế nên để cho dễ, tớ sẽ vo quả núi lại thành hình cầu. Vỏ trái đất có mật độ trung bình khoảng 2,6 gram trên 1cc. Như vậy, quả núi 1 tỷ tấn sẽ có bán kính xấp xỉ 450 mét. Theo tính toán của VFX, hay chính xác hơn thì là của Omni Calculator, một trang web giúp bạn tính toán tỉ tỉ những thứ hay ho, thì lực hấp dẫn giữa hòn đá và quả núi rơi vào khoảng 0,00003 cân lực hay 30 mg lực. Nó là quá nhỏ để thắng được quán tính và ma sát của hòn đá 1 cân, nói gì đến quả núi 1 tỷ tấn. Tuy nhiên, đó là trên trái đất. Nếu như bạn bê hòn đá và quả núi vào không gian, bỏ qua lực hấp dẫn của trái đất và ma sát, chúng chắc chắn sẽ từ từ tiến lại gần và va chạm với nhau sau 76 giây. Để tòi ra con số này, tôi đã chỉnh sửa một đoạn mã Python dùng để mô phỏng tình huống trái đất rơi thẳng vào mặt trời. Yep, tớ đã vì các bạn mà trở thành một lập trình viên phiên bản đạo trích. Vì vậy, anh chị em làm ơn bỏ qua lần chơi ngu đòi ăn burger ruồi này được không? Please. Anh chị em có muốn bổ sung gì không ạ? Mời để lại bình luận nha. Như mọi khi, nhớ đặt câu hỏi thật sốc để được lên TV, like video nếu nó hay, đăng ký kênh và rung chuông để nhận thông báo sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.